Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngay bây giờ là 9 giờ mọi người. Mình chụp tiền đấy cũng được. Sau khi vào đây thì người ta sẽ phát tờ giấy này như kiểu hóa đơn rồi đấy. Đây là sinh lượng của cái máy tính của nhà các bạn. Xung quanh nó cũng dễ lắm. Các bạn có kiếm máy tính là chuột. Có tai nghe. Nhìn nó không có hiện đại cho lắm nhưng mà thực sự nó cũng có dùng khá tốt. Cái wifi đây các bạn. Cái đèn quay mình cái dép nè. Cái dép mang nữa. Đây mình sẽ có menu để gọi đồ ăn. Trước tiên các bạn đây mình sẽ gọi đồ ăn các bạn nhé. Thử đồ ăn tại quán nét của Nhật cũng ngon. Nhìn sơ đồ thì đồ ăn ở đây thì giống như là tiệm tiệm mà thôi. Đây là gà nè. Nhìn sơ đồ thì xung quanh thì cũng menu ok. Ok, bây giờ mình cũng hơi đói rồi. Bây giờ mình sẽ chọn món ăn ở đây và mình bắt đầu mình kêu các bạn nhé. A few moments later. Sau thời gian xong thì bây giờ mình sẽ bấm thử chiếc game này. Ở trong này nó cứ có gì vào game luôn. Ít game vãi. Chơi game gì đây ta? Có mấy game mình biết á. Liên minh nè. Thôi để đeo tai nghe nào. Bây giờ mình sẽ đeo tai nghe vào đi game các bạn nhé. Bây giờ bắt đầu chơi game các bạn nhé. A few inches later. Thì vào đây á, nước uống, kem, cà phê đều là miễn phí. Ok, chỉ trăm cặp miễn phí, phá tiền khi luôn rồi. Uống cái gì cũng được á. Bây giờ mẹ đoán thôi. Nhớ nhớ ngay xem cái menu này, đoán cái này á. Nó có cần cái bia, có cơm, bây giờ này. Ok, sau khi mình chọn xong à, xong bây giờ mình sẽ ô cái này là đồ để mình đồ bỏ tiền nè. Đi khỏi. Để bỏ tiền vô cho anh này. Có wifi. Đèn này dép nè, có hang. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình gác chân lên. Đã. Mình thuê cái phòng này thì có ghế luôn. Ok. Mình sẽ nằm ngủ một chút. Hello, chào các bạn nha. Bây giờ mình đang ở trong căn phòng này. Tối hôm nay mình sẽ ngủ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi đồ ăn. Cơm gà xào với bông cải. Cơm gà và xào bông cải với salad nữa ăn sẽ ngon. Sau khi chọn xong, bây giờ mình mới chờ đồ ăn các bạn. Sau khi đợi đồ ăn nữa sẽ bắt đầu chơi game. Nghe nhạc. Mình chơi game này. Cái bàn phím này dở thiệt á. Ok, bàn phím này không có tiếng đi. Bàn phím cơ. Ok. Bây giờ có cơm rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây là cơm gà nè. Cơm trắng. Gà xào với bông cải. Có với xà lách nữa. Đây có cả nước nữa. Mình nghĩ nước. Buổi tối ngày hôm nay á, sẽ ghi dùng cái này. Mình sẽ ăn cơm với đây là tuần đầu tiên. Mình vô tìm mấy khoa ăn gỡ cơm ở đây. Tức tiền và ngon. Hello các bạn nha. Bây giờ mình sẽ ăn gỡ cơm ở quán nét của Nhật nó ngon cỡ nào. Ở đây chúng ta sẽ có các món ăn như kiểu là ok. Mình có cơm nè. Có thịt, đây là thịt gà xào salad đó. Bông cải. Và đây là miếng cùng salad nhỏ nè. Còn lại mình có lấy thêm một chút nước nữa để ăn chung. Ăn cái cơm.
Sau khi ăn nướng no say các bạn, mình bắt đầu xem phim. Làm để xem phim các bạn vui vẻ. Đây là nhà tắm cho nam nè. Đây là nhà sinh cho nam nè. Ok, bắt đầu mình xem vô tham quan. Các bạn nha, bây giờ mình đang ở trong cái phòng toilet của cái tiệm Chinese. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này không? Bạn thấy không? Trong đây nó cũng đẹp lắm. Nhà vệ sinh nó cũng rộng các bạn. Nhìn xung quanh nó cũng rộng lắm mà cũng đẹp nữa. Ok. Ok các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi khám phá cái nhà tắm cái kiểu nào có đẹp cái nào các bạn nha. Ok đi rồi. Ok các bạn, mình đang ở trong nhà tắm nha. Ok, đây là cái phòng tắm nè. Để sấy nữa, để sấy tóc nè. Cái mùi nè, có sao giấy nè, xà bông nè, có cái giò nước, giò nước là như nước tự động như vậy mày nữa, cái đi ngồi gọi được nè, ok, xà bông đây là xà bông tất cả là miễn phí hết, ok, sử dụng là miễn phí, ok, nước nóng nóng lạnh như vậy thôi, ok, đa số đồ dơ thì mình sẽ bỏ vào đây, cái gì đó mình sẽ bỏ vào đây, lau nhà tắm xong thì mình sẽ nha. Mà đây cái chỗ bánh, cái chỗ bánh chè, cái nước, cái cà phê này. Cái hồ này thì mình ngồi đọc sách này. Cái chuyện, cái hồ chuyện luôn. Chào các bạn nha. Bây giờ mình vừa xem phim. Bây giờ là khoảng 12 giờ các bạn. Bây giờ 12 giờ sợ mình khá là đói. Mình sẽ gọi thêm đồ ăn để có thể ăn tối đêm nay. Khoai tây chiên lên các bạn ơi. Có tô ớt cùng cà này, có khăn giấy, cái đũa. Ok, ăn khoai nào. Bây giờ mình xem phim. Mà cái đèn sáng này nè. Mình phim mình xem, vừa xem phim màn hình vừa ăn. Trời ơi, cảm giác này quá tiện các bạn ơi. Ok, mình ăn tiếp nè. Ăn vừa nóng vừa giòn, ăn ngon lắm bạn. Two hours later. Bây giờ mình sẽ bắt đầu kiếm phim để xem các bạn nhé. Mình kiếm phim, đây là bấm vô phim Mỹ các bạn. Không biết đây là phim gì nữa. Giờ mình sẽ đi ngủ các bạn. Chào các bạn nha. Ngủ tay luôn. Ngủ trong phòng net nè. Mình vừa nghe nhạc vừa ngủ.
Hello cả các bạn nha, bây giờ mình chuẩn bị lấy cacao. Đây cacao nóng nha. Mình xuống sớm mà các bạn vui vẻ cùng mình. Cacao. Đây là cacao, đây là cacao, cacao nóng. Wow, này ngon hơn cả cà phê luôn. Hello, chào các bạn nha. Bây giờ mình chuẩn bị lên về các bạn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh.